cứ tắt đi, nói chuyện bình thường nó thoải mái thầy. Đấy. Câu hát này là hay chứ không phải là không. So với cả những dòng ca khác là hay. Nhưng tại sao lại đấy? Tại sao mình không hút được nữa? Tại sao mình không hút được người fan hâm mộ? Đấy, mình phải tìm ra được cái lý do nó. Chắc chắn là cháu sẽ chọn phải lựa một ca khúc nào đó để mà bật mí. Đấy. Thấy không, cầm thuốc hút này là cái đấy mất điểm rồi. Cháu để ý không? Mình nên hát luôn, cầm thuốc hát này là cầm thuốc hút này là mất điểm. Một cái mà để không gây được cái sự thiện cảm của fan người ta hâm mộ mình ạ. Nhưng nếu cũng là bài hát này cháu hát, cháu đong đưa thể hiện cảm xúc tình cảm một tí, tức là cái phong cách biểu diễn ấy, vào vứt cái điều thuốc đi. Cháu nhìn thấy cái lỗi chưa, đúng không? Và ăn mặc đẹp một chút nữa, sơ vin vào chẳng hạn, cũng như này, nhưng mình sơ vin vào trông cái tư cách mình nó khác ngay. Không buộc túm này nữa, không đá lên sân khấu, đây là mình sẽ thể hiện cái sự tôn trọng khán giả. Ôi thầy tắt máy quay đi, này lại quay lại tối lại nhìn thấy ở trên YouTube. Không mấy khi là kéo kia là còn anh của Lệ rơi mất. Như vậy cho lại là lệ dương thì có phải là hỏng hình không? Thế lắm. Nói với riêng, nói phấn khởi riêng nha, xem YouTube của chú cháu mình nó là vô tư hoàn toàn, chứ nó không phải tốn kém như bọn Xuân Đình Chiến Thắng phải mua kịch bản rồi tập luyện vỡ mày vỡ mặt ra hàng tháng ra mới ra được ấy. Nhưng mà xem YouTube của chú cháu mình cười không nhặt được mồm miệng luôn, đúng không? Vô tư không phải gì cả, đúng không? Nhưng mà đấy, xem cái điểm yếu của mình nhá. Cháu hát như này là hay, quá tuyệt vời rồi, chứ không phải là không hay. Nhưng rồi phấn khởi mà. Nhưng mà tại sao mà cái số lượng fan của mình nó ít như vậy, người ta bình chọn cho mình ít như vậy? Là cái thứ nhất, lỗi của mình là gì? Không sơ vin, mặc thế này là được, đúng không? Nhưng đừng buộc túm áo mà phải sơ vin. Đấy. Hai nữa là đã lên hát ý, thì phải mình bỏ thuốc đi, bỏ thuốc lá đi, đúng không? Và cái phong cách thể hiện một chút nữa về phong cách, không nên đứng trồng cây chuối một chỗ mà mình lên đây là diễn tả không. Ok, ngồi đây.